Sáng ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Phú tổ chức hội thi trưng bày ẩm thực chủ đề an toàn vệ sinh thực phẩm và trình diễn trang phục áo dài nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tham dự hội thi có 14 đội đến từ các chi hội phụ nữ và tổ nữ công đoàn xã. Hội thi trưng bày ẩm thực là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để chị em thể hiện tài năng nấu ăn, sự khéo léo và giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống. Sau 60 phút thi tài, những món ăn được các đội thi trưng bày không chỉ đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, đảm bảo chất dinh dưỡng. Ngoài ra, chương trình còn thu hút hơn 200 chị em phụ nữ cùng tham gia trình diễn tôn vinh áo dài Việt Nam, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc.